Mời quý vị theo dõi thông tin về hội nghị trực tuyến tổng kết chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 được tổ chức vào sáng nay, ngày 23 tháng 7, với sự tham gia của 63 điểm cầu đến các tỉnh thành trong cả nước. Ở điểm cầu tỉnh Sóc Trăng có sự tham dự của bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Sáng nay ngày 23 tháng 7, hội nghị trực tuyến tổng kết chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 đã được tổ chức với sự tham gia của 63 điểm cầu thuộc 63 tỉnh thành trong cả nước. Ở điểm cầu tỉnh Sóc Trăng có sự tham dự của bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng nhìn chung nội dung hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích được thực hiện tương đối tốt đã góp phần làm tăng số giải ngân và đóng góp một phần vào thành công của chương trình về cơ bản đạt được mục tiêu đề ra kết quả thực hiện các nhóm nhiệm vụ đã đem lại nhiều lợi ích về an sinh xã hội đảm bảo thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn góp phần phát triển kinh tế xã hội giữ vững an ninh trật tự và chủ quyền biển đảo của tổ quốc hội nghị cũng lắng nghe một số báo cáo tham luận của các tỉnh thành và doanh nghiệp viễn thông trong cả nước